hồisinhngọcrồng.com, chơi là mày ngu. Lậu đóng cửa, lại là một trại gà lớn nhất Việt Nam. Mình đang không hiểu là mọi người lấy dũng khí, lấy tinh thần và lấy niềm tin ở đâu để mà chơi Ngọc Rồng Lậu, đặc biệt là mấy anh em kinh doanh và mua bán. Vào đó ôm nick để làm gì? Mở shop và bán lại cho anh em. Và sau đó, cái Ngọc Rồng Lậu nó sập. Người thiệt hại là ai? Là Polo Pilo. Anh em cứ chơi và an tâm nha. Chúng ta có thể nhận đệ tử miễn phí, chúng ta có ngọc xanh miễn phí, chúng ta nhận rất nhiều thứ miễn phí, tạo nên một sân chơi hấp dẫn vui vẻ cho anh em ôn lại những kỷ niệm, những tuổi thơ cho anh em. À, mình đã được một đống cái item rồi, quá là sướng luôn. Được một đống cải trang luôn này mọi người ơi. Cái được nhiều cải trang như thế này luôn, được rất nhiều cải trang luôn mọi người ơi. Mang thử nào. Wow, quá là bảnh trai luôn. 10 ngọc rồng 3 sao, 10 viên ngọc rồng 3 sao chúng đó. Wow, nhận được một set đồ vải thôi anh em ơi. Quá là ok, tuyệt vời. Nó gọi là easy game. Cay 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 cay. hồisinhngọcrồng.com, chơi là mày ngu. Cay 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 cay. Đấy là mọi người phải hiểu rồi. Có những tháng mình rất là khó khăn, nhưng không phải mình khó khăn là mình sẽ ngưng lại. Mình không có khó khăn là mình sẽ ngưng lại đâu. Không phải là vì những ngọc tồn hay vì ngọc tồn hay gì, nhưng mà Ngọc Rồng Online đối với mình là một game tuổi thơ của mình, và mình không bao giờ phản bội nó. Mọi người biết mình mà, mọi người biết tính mình mà, mình cực kỳ trung thành với game Ngọc Rồng này. Nhưng mà Ngọc Rồng Online đối với mình là một game tuổi thơ của mình, và mình không bao giờ phản bội nó. Mọi người biết mình mà, mọi người biết tính mình mà, mình cực kỳ trung thành với game Ngọc Rồng này. hồisinhngọcrồng.com, chơi là mày ngu.